Con nổ. Giống ở đâu vậy? Cũng xin chào quý bà con và các bạn đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay có một cái nhân duyên lành, Lê Thanh có đến chỗ Quan Đế Miếu, là nơi mà ông rất là linh thiêng. Thì hôm nay là ngày 16 đó, ông về để làm lễ để cho phép cho bà con cũng như là thả tàu. Thì Lê Thanh cũng cảm ơn khán giả đã theo dõi một đoạn video của Lê Thanh gửi đến khán giả gần xa. Thì năm mới kính chúc cho quý bà con, quý khán giả xem được video có nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Lê Thanh cũng hẹn khán giả vào những video tiếp theo. Lê Thanh cũng xin chào ạ. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.